Airport, airport, airport. Từ này là danh từ có nghĩa là sân bay hoặc là phi trường các bạn. Airport. Từ có hai âm tiết nhấn vào vần đầu tiên air, air, port Âm tiết thứ hai dùng âm o dài. O dài cho nên là mình phải phát âm từ trong cổ. O Và miệng mình ở cái vị trí là tròn ha. Môi tròn. O Phía sau có âm R. Cho nên là cong cái lưỡi nhẹ lên. O P poor poor, poor poor port Airport Airport Port Các bạn nghe như thế bởi vì mình phát âm dài. Còn nếu các bạn không phát âm dài, các bạn nói là airport, airport, airport thì lúc đó chữ port này nè giống như chữ port tiếng việt thôi airport nhưng mà phát dài nó sẽ ồm ồm cái âm port airport 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 airport, airport port port nha yeah. thì khi các bạn nghe người bản xứ nói toàn là nghe port port còn trong khi mình nói là airport airport thì lúc đó nó khác nhau hoàn toàn các bạn nha số nhiều của airport thì mình thêm s vào nó vẫn là âm s các bạn airport giữ âm t lại airport. Airport. airport 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 nha các bạn. Bây giờ mình thử vận dụng nó trong một vài ví dụ các bạn. We met by accident at the airport. We met by accident at the airport. Chúng tôi tình cờ gặp nhau tại sân bay thì đây là cách dùng đầu tiên at the airport at the airport ha? tại sân bay at the airport tại sao người ta nói là at the airport mà người ta không dùng là at an airport nha yeah. tại vì đó đôi khi trong một thành phố đó thì chỉ có một sân bay thôi người ta nói đến sân bay là nói đến cái sân bay mọi người đều hiểu đó cho nên người ta dùng the ở đây nhưng mà đứng trước ở là nguyên âm cho nên đọc là the the at the airport airport at the airport nha các bạn. We met by accident. Cái by accident ở đây là một cụm từ nữa để diễn đạt là gì? Tình cờ. Cái gì đó mà by accident là tình cờ gặp nhau có nghĩa là cái việc đó nó xảy ra tự nhiên ngẫu nhiên thôi tai nạn nó cũng xảy ra ngẫu nhiên mà cho nên đó là cái by accident là tình cờ gặp nhau chứ không phải là do cố ý nha các bạn we met by accident at the airport we met đã là quá khứ của meet chúng tôi đã gặp nhau á we met by accident at the airport nha yeah. her family went to see her off at the airport ở dưới đây cũng dùng at the airport nè các bạn, cách dùng giống nhau ha. Her family went to see her off. Her family went to see her off. Ở đây có một cấu trúc mà mình cần phải biết là to see somebody off. To see somebody off là đi tiễn ai đó. Tiễn có nghĩa là gì? Mình đến cái nơi mà người ta sắp đi bằng tàu hay bằng máy bay gì đó. Để mình nói lời tạm biệt gọi là see somebody off. Mình thay cái somebody ở đây bằng bất kỳ cái đại từ hay là tên của một người gì đó các bạn nha. To see her off. To see her off. Her family went to see her off at the airport. Gia đình của cô ấy đến để tạm biệt cô ấy tại sân bay. Mình không thể dịch là đến để gặp mà là nguyên cái cụm see her off này nè các bạn là đó nó thể hiện cái ý là à, tạm biệt ai đó thì nguyên cái ý này nè nó là một cái phrasal verb là dùng nguyên một cái cụm động từ vậy đó bạn không có được tách ra nếu tách ra nó có nghĩa khác nha các bạn her family 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 từ này đó đôi khi bạn nghe có hai âm tiết thôi nhưng thường nó là ba âm tiết fem lì Âm ờ uh, cực ngắn là âm gió cho nên là famm family. Family. M đừng đọc là lì hay là family. Âm đó là âm bạn đã kéo dài là âm tròn rồi. Còn á cái âm ngắn á là cái âm gió đó nó là uh, fam family. Family. Fammily. Family, family, family. Her family went to see her off see her off hay là see her off at the airport at the airport port I had a hard time getting to the airport. I had a hard time getting to the airport. Tôi đã đến phi trường một cách khó khăn khi bạn have a hard time. Have a hard time doing something là bạn gặp một khoảng thời gian khó khăn để làm cái gì đó có nghĩa là bạn làm nó một cách chật vật đó thì đây cũng là một cái cụm để nói là mình đang gặp khó khăn để làm cái gì đó các bạn ha có khi sau này tôi đưa cái cấu trúc này để làm thành một cái bài nói riêng nha nhưng bây giờ các bạn hiểu là have quá khứ của have là had have a hard time doing something là gặp khó khăn trong cái việc làm gì đó Tôi đã gặp rất nhiều khó khăn để đến được sân bay Có nghĩa là uh, bị kẹt xe cũng là have a hard time à, rồi I had, a, I had a hard time Hard R oh, Âm I dài R oh, Hard 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 time Hot time Hot time Time Âm I giữa nha I Time 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 hot time. Getting to the airport. Getting to the airport. I had a hard time getting to the airport. Tại sao mình không dùng là go into the airport mà mình dùng là getting? Hai cái nghĩa nó khác nhau một chút các bạn nha. Going á, là mình đang nói đến cái lúc đi. Còn á, getting là nói đến cái lúc đến. Để đến được sân bay thì trước đó tôi đã gặp rất nhiều khó khăn. Còn bạn muốn mô tả cái lúc đi thôi, quá trình đi thôi Thì bạn nói là going to the airport Trong lúc đi tôi gặp nhiều khó khăn Còn cái này người ta muốn nói là trời ơi tôi đến sân bay một cách vất vả Tôi đến sân bay một cách vất vả Còn bạn nói là tôi đi sân bay một cách vất vả Thì người ta hiểu cái đi sân bay là cái quá trình đi Còn cái này là đến được Thì đã trải qua rất nhiều vất vả Cho nên dùng động từ get các bạn nha I had a hard time getting to the airport Can you drive me to the airport please? Can you drive me to the airport? Bạn có thể lái xe đưa tôi đến phi trường được không? Là mình muốn nhờ ai đó lái xe đưa mình đi thì mình dùng là can you drive me to the airport thêm chữ please vào cho nó nhẹ nhàng ha, please. Can you drive me to the airport please? Yeah. Drive me. Drive me to the airport. Drive âm này là âm d và âm r kết hợp với nhau phía sau là i v thôi Rive. Rive. bỏ âm d đi nha đọc là Rive. drive 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 phát âm d trước là âm chặn hơi nè d -rive, drive 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 có nghĩa là chuẩn bị âm d nhưng mà không phát cái âm r đó mà rút lưỡi về thì âm r nó sẽ rơi xuống nó mang theo cái âm r này nó tạo thành cái tổ hợp âm dr dra 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 drive drive can you drive me to the airport please to the airport please airport có âm thờ chưa airport âm thờ có rồi chẳng hơi đó airport please airport please chứ không là airport please yeah. Can you drive me to the airport, please? Let me drive you to the airport. Let me drive you to the airport. I can drive you to the airport. Hay là nhiều cách nói. Drive somebody to a place. À, đưa ai đến một nơi nào đó. I prefer a hotel by the airport. I prefer a hotel by the airport. Tôi thích một khách sạn. Tôi thích ở cái khách sạn gần sân bay hơn. Tôi thích ở cái khách sạn gần sân bay hơn thì mình dùng là prefer. Mình thích cái gì đó hơn thì mình dùng động từ là prefer. Còn mình thích cái gì đó thôi, không nói cái vụ hơn thua thì mình nói là I like nha. Yeah. I like a hotel by the airport. Còn này đó mình nói là tôi thích ở một cái khách sạn gần sân bay hơn thì lúc đó đó trong tiếng Việt bình thường mình cũng nói là thích hơn đúng không? Thì trong tiếng Anh dùng động từ prefer. nha. Yeah ôi tôi thích ở cái khách sạn gần sân bay hơn đó để đang thể hiện một cái sự chọn lựa cái này so với những cái khác I prefer tôi này đọc là pre prefer âm đầu là âm i e ngắn i e, pre i e, pre, pre đừng đọc là Bri đừng đọc là bì bì đó là hoàn toàn tiếng việt bì bì còn này nè i e, pre 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 Hai âm riêng biệt nha. Pre. 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 Prefer. 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 I prefer a hotel. I prefer a hotel by the airport. By the airport. By the airport. Là gần một nơi nào đó. Ở đây. By the airport. Là gần sân bay. nha các bạn. Nó khác với từ là by airplane là đi bằng máy bay hay là by air là đi bằng đường hàng không chứ còn by the airport yeah, là gần sân bay gần cái gì đó là by cái đó nha các bạn by the airport by the airport có chữ gì nha cho nên nó khác nha by the airport khi bạn nói là gần chiếc máy bay thì bạn nói là by the plane còn bạn nói là by plane là đi bằng máy bay còn by the plane là gần cái chiếc máy bay đó gần cái chiếc máy bay đó như by the airport là gần sân bay vậy trong cái trong cái cụm này bạn bỏ by airport được không để nói là uh, bằng bằng sân bay được không không được các bạn tại vì bằng máy bay thì được bằng đường hàng không thì được chứ bằng airport là bằng cái gì cho nên á không thể nói như vậy được ha mà là by the airport là cạnh sân bay I prefer a hotel by the airport. Ho hotel by the airport. The plane landed at LAX airport. The plane landed at LAX airport. Chiếc máy bay đã hạ cánh tại phi trường LAX. Phi trường Los Angeles đó các bạn. Nó cái phi trường này nó có cái tên là LAX đây là cái mã viết tắt của uh, cái phi trường là los angeles international airport ha nhưng mà đó cái chữ viết tắt này nè đôi khi nó thành cái tên phổ biến của cái phi trường này luôn các bạn phi trường này rất lớn ha nó là nó là thuộc loại uh, uh, lớn thứ uh, lớn thứ hai nước mỹ thì phải uh, tôi nghĩ là nó uh, sau dallas hay là gì đó nhưng mà nó là một trong những phi trường lớn thứ năm thứ sáu gì trên thế giới ha đọc nó là thay vì các bạn nói là los angeles uh, airport thì người ta thích đọc cái từ này hơn ba cái từ viết tắt lax 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 nha các bạn lax lax người ta đó không đọc là từng từ là lax mà đọc ba cái từ viết tắt này với nhau tạo thành một cái acronym là cái từ viết tắt có thể đọc được đó các bạn là LAX, 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 LAX Airport. Đôi khi đó, khi đến nước Mỹ một thời gian ngắn đó, người ta chưa có quen người ta nói là tại sao cái chữ X lại nằm trong cái phi trường Los Angeles là có nghĩa là gì? À, cái từ cái cái từ X này nó không có nghĩa gì trên các bạn nó chỉ nó chỉ là một từ thêm vào cái LA là nói đến cái tên đại diện cho thành phố Los Angeles thôi. À, cái thời mà người ta lấy cái mã của sân bay đó là hai ký tự đó thì lúc này nó là LA nhưng mà đó khi người ta à, ngành hàng không phát triển lên cái người ta muốn lấy cái ký tự sân bay là ba mã thì lúc này cái ông Los Angeles ông thêm đại cái chữ X để thành LAX là tạo thành cái tên LAX cho đến bây giờ luôn. Nó không có nghĩa gì đặc biệt các bạn nha, chẳng qua là thêm một cái để phân biệt cái mã so với các phi trường khác thôi. The plane landed at LAX airport. Máy bay đã hạ xuống phi trường LAX, phi trường Los Angeles các bạn rồi vậy thì bây giờ mình học cái từ airport là uh, sân bay hoặc là phi trường và nó có những cái cách sử dụng như thế này yeah, các bạn uh, nếu chưa hiểu thì nên xem lại một hai lần để biết cách vận dụng cái từ airport bởi vì đó mình đi du lịch hàng không cũng thường xuyên và đi đến sân bay là một chuyện cần phải nói một cách thuần thục các bạn nha chúc các bạn thành công